Chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh youtube MC Chuyện Audio Cổ Đại. Đây là tập 124 của truyện Phượng nghịch thiên hạ. Mong rằng các bạn sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie. Cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé. Tập 124 Cây bất tử Gió bão vù vù trong nháy mắt thổi bật gốc cây Mấy cây liền đổ sập xuống Băng linh huyến điểu ngược gió Vẫn hùng mãnh không sợ chết ngành đón người dạ lại hùng hăng cắn rằng Mũi chân đạp lên trên lưng của băng linh huyến điểu Trong nháy mắt tuôn ra một đám hoa băng, Nàng mượn lực nhảy lên ngẩng đầu Bàn tay rất lớn màu đen đó hùng mãnh đè xuống Nàng lạnh lùng nhếch khóe miệng Tuyết ảnh chiến đào cũng lại hùng hãn ngành đón Hàn khí băng màu trắng đột nhiên lại đánh lên trên nguyên khí màu đen Vững chắc giống như không thể nào phá vỡ nguyên khí không ngừng bị hút ra khỏi thân thể hai luồng nguyên khí màu trắng đen mới đầu lại đánh nhau nhưng mà không thể nào tách rời sau khi áp sát hình thành ra một viên cầu lớn xoay tròn lúc áp sát sắc mặt của nguyệt dạ càng ngày càng khó coi có một tiếng kêu rên đôi mắt màu lam lạnh đã bị màu đen chiếm cứ hoàn toàn biến thành một mảnh đen nhánh chủ nhân hồng chúc quá to một tiếng muốn xông tới cứu việt lại bị băng linh huyễn điểu mở cánh ngăn cản Lúc này, linh hồn của Nguyệt Dạ cùng với vạn thú vô cường tiến hành rèn luyện giao chiến. Ngoại nhân không thể nào quấy dày. Nếu như không, thất bại chỉ có thể nếm trải cay đắng. Hồng Trúc cũng đã hiểu ra điều này. Bởi vậy, cắn môi, nắm chặt tay rất chặt, lo lắng nhìn qua. Giữa không trùng, Nguyệt Dạ lại cắn răng. Hai mắt cố chấp quật cường nhìn chằm chằm vào nguyên khí màu đen. Trong lòng hiểu đó là hành vi rất mạo hiểm. Đã biết cử động vừa rồi chính là vạn thú vô cường khiêu chiến, nếu như mà nó tích cực phản kháng, vậy thì sức mạnh linh hồn nhất định sẽ không thể nào chống cự. Nhưng, nàng đánh cuộc. Đã có khế ước, vạn thú vô cường tuyệt đối phải trung thành với nàng. Có điều lúc này khối hắc ngọc cường đại đó cũng sẽ sinh ra một tia phản nghịch. Phục tùng chủ nhân kém hơn mình, đúng là một sự bất cứ kẻ mạnh nào cũng không thể nào chấp nhận. Nàng giờ phút này đánh cuộc lại có thể ép được tia phản nghịch đó xuống hay không? Bất cứ cái giá nào cũng phải ép nó xuống. Nàng là dân cờ bạc trời sinh mà, chẳng có cái gì trong tay, chỉ là duy nhất có tính mạng để đánh cược. Đôi môi tái nhợt, nguyên khí tiêu hao cực độ, sức mạnh của vạn thú vô cương không hề yếu đi, lại vẫn cường thịnh tới khó tin. Nhưng mặc dù như vậy cũng đã khiến cho nàng dao động. Trong lòng nàng chấp niệm lại càng sâu, càng mạnh, càng khổng lồ hơn. Từ lúc nàng mở mắt, lần đầu tiên chứng kiến thế giới xa lạ, mọi người, sự tình, nàng lại không hề biết gì hết. Đối với siêu cấp sát thủ kiếp trước mà nói, cái loại cảm giác này đúng là một sự dày vò, nàng chưa bao giờ nói ra nhưng mà trong lòng vẫn để ý. Bên trong bản tính sẽ không cho phép nàng yếu đuối như vậy. Vậy cho nên, dù rằng chỉ còn lại đúng một cơ hội nho nhỏ thì nàng cũng phải nắm chặt, không tiếc cái giá tất cả để mà đổi lấy. Nguyên khí hàn băng màu trắng bị hắc khí từ từ áp chế, chỉ còn lại đúng một chút nho nhỏ, đột nhiên lại thẩm thấu ra khỏi hắc khí. Đôi mắt của Nguyệt Dạ đột nhiên lại trợn to trong mắt màu đen nồng nặc từ từ lại bị đuổi đi rồi chậm rãi giống như là bị một tia trong suốt màu lam lạnh thay thế tóc đen bay múa giống như mang theo sức sống bên tai lọn tóc đỏ tươi hỗn loạn hết sức tươi sáng sức mạnh cường đại từ sâu trong linh hồn lại chậm rãi tràn ra vạn thú vô cường đột nhiên lại ngẩn ra sau đó lại chậm rãi lùi bước mặc dù không cam lòng bị áp bách nhưng mà sức mạnh từ sâu trong linh hồn nguyệt dạ lại mang theo hơi thở khế ước khiến cho nó không thể nào không thần phục có một tiếng vang rất lớn, hắc khí tứ tán ra. Thân thể của Nguyệt Dạ đã bị lực nổ đẩy bắn ra bên ngoài, từ giữa không trung bay xuống. Bằng linh huyến điểu vỗ cánh, bay xẹt qua mặt đất và tiếp được thân thể của nàng đang hạ xuống. Vòng quanh một vòng chỗ cây đại thụ đổ ngã, sau đó lại đứng lên một thân cây đổ ngã. Hắc khí tứ phía tràn ra, giống như là sương mù tách ra khỏi mặt trời, chậm rãi tan thành mây khói. Gió báo chậm rãi tiêu tàn, sức mạnh rung động lòng người cũng đã biến mất vạn thú vô cương người trong phong ấn lại tàn mát ra nguyên khí màu đen tầm bổ cho nàng nguyệt dạ nằm ở trên lưng của băng linh huyễn điểu lại thở hồn hển vài hơi thật sâu lại nhìn trên mu bàn tay của mình mơ hồ xuất hiện một lông hồ ly lại cười thở vào suýt một chút nữa thì bên trong rừng rậm phù quang chỗ nào cũng có cây cối cao lớn che hết thảy những ánh sáng trên đỉnh đầu ánh trăng không thể nào chiếu tới bởi vậy nàng không thể nào tựa vào ánh trăng đó mà hóa hình người hiện tại chỉ có thể dựa vào thuật pháp của yểm hơn nữa nguyên khí cuồn cuộn không ngừng cung cấp mới có thể duy trì hình dạng đó nếu như không chỉ có thể biến hình trở lại dáng hồ ly ngay lúc này thân thể hồ ly tự nhiên có một chút bất tiện chủ nhân người xem bên kia trận đánh vừa rồi đã kinh tâm động phách hồng trúc lại tập trung tinh thần xem không có chú ý đến tứ phía ngay lúc chiến đấu dừng lại tứ phía im ắng nàng mới mơ hồ nghe được một tiếng thác nước chảy ra từ phía tây. Cây cối cao lớn, đổ hết, làm cho hiện ra một ít cảnh tượng đã bị cành lá xùm xuê chảy lấp. Hơi nước màu trắng từ xa tràn tới, rồi chậm rãi phiêu tán trong rừng cây, giống như là sương mù trên trần gian. Nguyệt dạ chậm rãi ngồi xuống, đưa mắt nhìn lại. Rất xa, ánh sáng mịt mờ ngoài việc chiếu sáng hơi nước màu trắng thì lại chẳng thấy gì khác. Nhưng bên tai vẫn có thể nghe thấy tiếng thác nước chảy xem ra bọn họ đã ở bên bờ khe nước. Xem bản đồ cát khắc vẽ ra mà nhìn, thác nước ngay phía đông khe núi, cách chỗ bọn họ không xa. Vừa rồi, rằng co cùng với vạn thú vua cường đã tiêu hao năng lượng nguyên khí rất lớn. Vì phòng ngừa biến thành hổ ly, người dạ phải nghỉ ngơi tại chỗ một canh giờ để cho băng linh huyến điểu tiếp tục lên đường. Vạn thú vô cường lặng lặng trôi nổi trong phong ấn, không can thiệp vào cử động của nàng, lại chỉ tản mát ra càng nhiều nguyên khí màu đen, chạy tứ tán bên trong phong ấn một ít thú loại cấp bậc thấp đã bị vạn thú vô cường phát ra sức mạnh hù dọa mà chạy mất. Nhưng vẫn có một vài loại thú cường đại vẫn chiếm cứ tứ phía. Bọn họ phải thật cẩn thận đi trước, không kinh động bất cứ con linh thú nào, tránh rước lấy phiền toái. Bằng linh huyến điểu lại ẩn tàng hơi thở chết người, hơn nữa có một mùi quần tước tia thảo cho nên lại khó phát hiện ra hành tung. Nhưng chỗ bọn họ vừa chiến đấu lại dần dần có một ít linh thú tới gần, ngửi mùi mà nhìn nhau. Không có hơi thở của nhân loại, vừa rồi thần thú chiến đấu ở đây sao? Đó là loại thần thú gì lại tản mát ra một loại khí tức hủy thiên diệt địa và khủng bố như vậy? Vậy chẳng lẽ rừng rậm phù quang này lại có thêm một con thần thú cao cấp tới sao? Tới nơi này nhất định là hướng về phía cây bất tử. Cho dù là tìm được cây bất tử thì làm sao? Ai có thể đánh bại được nó? Bằng linh huyễn điều chậm rãi bay về phía khe sâu, tiếng thác nước đinh tai nhức óc lại chuyển tới. Hẻm núi này rộng bằng 10 sân đá bóng lớn, ở giữa hõm sâu xuống hai bên vách đá mọc đầy cây đại thụ rậm rạp mỗi một ít dây leo quanh quẩn cành lá từ trên cây lệ quấn xuống thác nước phía đông chảy thẳng xuống tạo nên vô số bọt nước tất cả nước hội tụ ở dưới đáy khe sâu không biết lại chảy đến đâu bởi vì tứ phía khe sâu vọng lại những tiếng nước chảy giống như là vạn mã chạy trồm nơi này có ánh sáng là bởi vì dưới đáy nước có hòn đá lấp lánh như ngọc sạch sẽ và trơn nhẵn phát ra một ánh sáng nhu hòa ánh nước lấp lóa, chiếu sáng cả khe sâu. Hơi nước tràn ngập bên trong hẻm núi, ngăn trở tầm mắt. Băng linh huyến điều lại cẩn thận tới gần thác nước, rồi lại mơ hồ nhìn thấy trong hơi nước chậm rãi xuất hiện một gốc cây đại thụ xanh tốt. Vòng lá xanh tươi, cành khom khom xuống, giữa cành lá rậm rạp mở ra một vài đóa hoa đỏ tươi như chậu nước rửa mặt. Cây lại đứng sừng sững sinh trưởng giữa khe núi, cành lá đan sen chẳng chịt, dễ dàng màu đen có thể thấy rõ ràng dưới đáy nước nhưng mà cái cắm chặt xuống đáy nước chìm muông tuyệt tích không một bóng linh thú nào ngay cả phủ quang cũng lại không dám bay tới tới gần khe sâu đã có hơi thở cường đại cảnh cáo những người dám cả gan xông tới cây bất tử thần thánh và cường đại không chấp nhận bất cứ vật gì dơ bẩn tới gần nguyệt dạ lặng lẽ gõ vài cái lên trên lưng của băng linh huyễn điểu để cho nó không nên tới gần mà lại chậm rãi chuyển tới bờ thác nước lợi dụng tiếng nước ngăn cách nguyên khí trên người bọn họ nàng lại loang thoáng cảm giác nơi này không hề đơn giản không có an tĩnh như vậy được chứ thác nước chảy rất hùng mãnh ngay cả băng linh nguyễn điểu cũng lại không thể nào đi vào bởi vậy chỉ có thể bồi hồi đứng bên ngoài hồng trúc lại nhìn xung quanh một lát tìm ra được một chỗ nước chảy yếu hơn lại lặng lẽ phóng thích một ít nguyên khí mở thác nước ra băng linh nguyễn điểu lập tức bay vọt vào hồng trúc cũng lập tức thu hồi nguyên khí không tiết lộ ra cực nhỏ một chút nào nguyên khí bên trong thác nước có sơn động không lớn không nhỏ bên trong lại có bàn đá ghế đá đầy đủ trên mặt đất lại có dấu vết của những đống lửa trên đống lửa lại có một cái chảo bên trong là cháo đã cứng thành đá khí tức cuộc sống đậm đặc như vậy lại cho thấy chỗ này đã từng có người sống hồng trúc lại lấy một khối đá phát sáng chiếu sáng xung quanh sơn động lại đột nhiên cười nói nơi này chỉ sợ chính là chỗ mà a cha đã sinh ra người dạ gật đầu Nàng vừa rồi cũng đã nghĩ tới. Hiền viên vấn thiên sinh ra ở đây, người hơn 10 năm trước đã từng làm dung chuyển trời đất. Hắn sinh tồn như thế nào tại chỗ hung hiểm và ác liệt này? Hồng Trúc nhanh nhẹn cầm bát đũa lên nhìn, lại tưởng tượng thấy tình cảnh mà A-cha sinh hoạt ở đâu, liền lại không biết trời đất là gì. Đột nhiên, người dạ lại đoạt đá phát sáng trên tay của nàng, lại cất nhanh vào bên trong nạp giới. Xung quanh trong nháy mắt là tối sầm xuống. Hồng Trúc trái tim lại nhấc lên một cái, lại hạ giọng. Chủ nhân, làm sao thế? Shh. Người dạ đặt tay bên môi, lại nhẹ nhàng, sau đó vẫy vẫy tay hồng trúc. Hai người chậm rãi đi tới một cửa động gần thác nước. Chỗ này là chỗ thác nước chảy yếu nhất, loáng thoáng có thể nhìn thấy bên ngoài. Đáy nước trong suốt, ánh sáng chấp động khiến cho ngay cả có hơi nước bên trong hẻm núi nhưng mà vẫn có thể nhìn thấy rễ của cây bất tử. Chỉ thấy nhánh cây an tĩnh đó đột nhiên lại lay động một chút, sau đó truyền tới những tiếng sàn sạt. Tựa hồ là có thứ gì đó vòng quanh cây đại thụ đi xuống. Nguyệt dạ và Hồng Trúc lại nín thở nhìn, đại khí cũng lại không dám xông ra. Sau giây lát, giúp cũng đã nhìn thấy một con rắn rất lớn màu đen từ trên nhánh cây bò xuống. Trên đầu của nó có một hình tam giác cực đại, có một con mắt màu xanh. Trong con người màu xanh mơ hồ có bóng dáng của một đóa hoa màu đỏ. Đây là bích tình hồng hoa xà vương. Hồng Trúc lại không nhịn được hô lên, vội vã chè miệng, nhưng mà cũng khó che giấu được sự khiếp sợ. Nguyệt Dạ lại không cần nhìn về phía nàng, Bích tình Hồng Hoa Xà Vương vừa nghe tới cũng biết là một cậy rất khó giải quyết. Nhìn thần sắc trên mặt của Hồng Trúc rất khó coi, Nguyệt Dạ lại càng xác định đại gia hỏa này thực sự rất khó đối phó. Bích tình Hồng Hoa Xà Vương chính là thần thú cấp 12 đó. Hồng Trúc cố gắng đầy thấp giọng. Tính tình của nó hết sức hung tàn, là thần thú mạnh nhất mà vẫn còn tồn tại lực lượng chiến đấu rất là kinh người nếu như là thần thú vương tộc không có hiện diện vậy thì bọn nó chính là vương giả người dạ nghe được chân mày lại chậm rãi nhíu chặt nếu như con thần thú lớn như vậy mà bảo vệ một cây bất tử như thế này vậy muốn lấy rễ cây của nó lại càng thêm khó khăn thực sự là kỳ quái nghe nói bích tình hồng hoa xà vương đã chết rồi vậy tại sao lại gặp phải ở đây chứ hồng trúc lại chăm mối nghi vấn không có cách nào phá giải Vậy chẳng lẽ nó có liên quan tới cây bất tử sao? Nguyệt dạ lại lớn mật đoán, ánh mắt lại càng kiên định khi nhìn về phía cây bất tử. Hồng Trúc gật đầu, lại nhẹ giọng. Cũng có thể. Hai người nín thở, lặng lẽ nhìn ra bên ngoài. Bích tình hồng hoa xà vương từ trên cây xuống uống nước. Trên đỉnh đầu hình tam giác có từng lớp vẩy cứng rắn giống như thép nguội, không thể nào phá vỡ. Nó ghé sát miệng vào nước, hai mắt xanh xanh nheo lại rồi chậm rãi uống một ngụm đột nhiên động tác uống nước ngưng lại nó lại trượt quay phát đầu đôi mắt màu xanh lại nhìn thẳng về chỗ bọn họ sau thác nước hoa hồng cho con người mở ra rất yêu dị vẻ tức giận tràn ngập trong ánh mắt bị phát hiện ra rồi người già kinh hoàng toát mồ hôi lạnh nghĩ mãi không hiểu tại sao bọn họ đã ẩn giấu tốt như vậy rồi cực nhỏ hơi thở cũng không hề tiết lộ vậy bích tình hồng hoa xà vương này tại sao lại phát hiện ra bọn họ ở đó tuy nhiên nghĩ thì là nghĩ nhưng hành động lại không hề hàm hồ lập tức đứng dậy kéo hồng trúc mau chóng lùi về phía sau bích tình hồng hoa xà vương dưới tàng cây bất tử lại gào ra một tiếng cả hẻm núi đều đã bị tiếng giống làm cho chấn động nước chảy càng ngày càng mãnh liệt chỉ nghe bọt nước bên ngoài truyền tới càng mạnh mẽ tối rồi hồng trúc lớn tiếng nói ngẩng đầu nhìn không gian chật hẹp liền tâm hoảng ý loạn quả thực là vườn con mồi sắp chết căn bản không có đường lùi nghĩ tới hậu quả kế tiếp hồng trúc lại không khỏi đầy người mồ hôi lạnh nhưng người dạ lại chống đỡ cho nàng lưng dán vách tường không nhúc nhích sắc mặt lại âm lãnh hiếm thấy theo như tiếng vọng là một tiếng đánh vang về phía bên ngoài sơn động bên trong thác nước lập tức sụp đổ xuống hơn một nửa trên đỉnh đầu đá rơi xuống âm ầm cả tòa hẻm núi chấn động phát ra từng đợt sóng âm phá mạng nhĩ trong nháy mắt nước từ thác nước chảy ngược vào người dạ lại kéo hồng trúc vẫy tay với băng linh nguyễn điệu băng linh nguyễn điệu lại lóe sáng trước mặt móng vuốt băng linh nguyễn điệu lại bắt được nàng cùng với hồng trúc mau chóng bay nhanh ra khỏi sơn động thân hình của bích tình hồng hoa xà vương lại đen nhánh và khổng lồ ngay tại cửa động dưới va chạm nó lại hơi bị nghiêng người một chút nửa đầu lại chui vào giữa vách núi giờ phút này vẫn lại phẫn nộ đong đưa thân mình dãy ra khỏi vách núi quả nhiên nàng đã tính toán chuẩn xác trong lòng âm thầm may mắn nếu như mà tính nhầm một chút, chỉ sợ bọn họ đều sẽ tan xương nát thịt. Trên lớp vầy cứng rắn giống như thép bao trùm nguyên khí bằng bút giá, có một nửa chiêu thức căn bản không thể nào đả thương tới nó nửa phần. Người dạ bay nhanh xẹt qua nó, liếc mắt một cái, liền kinh sợ một hồi, đầu óc choang váng. Trước mắt không thể nào liều mạng với nó được, năng lực phòng ngự dị thường như vậy, cho dù là 10 triệu hồi sư cửu tinh cùng nhau công kích, cũng không có cực nhỏ hiệu quả muốn tốc chiến tốc thắng vậy thì phải chỉ hoãn bích tình hồng hoa xà vương trước sau khi lấy được giấy cây bất tử vậy thì lập tức liều mạng chạy trốn chỉ cần chạy ra khỏi rừng rậm phủ quang vậy thì bọn họ sẽ có phần thắng những chuyện khác hãy cần nhắc sau nói mau chóng kế hoạch của mình trong tiếng nước chảy ào ào giọng nói của nguyệt dạ lại hơi phiêu diêu nhưng hồng trúc vẫn nghe thấy rõ ràng sắc mặt lại đại biến chủ nhân như vậy quá nguy hiểm rồi trừ như vậy ra không có biện pháp nào khác người dạ lại bất đắc dĩ nói lực chiến đấu cùng với lực lượng phòng ngự của bích tình hồng hoa xà vương là tuyệt đối cường đại không chuẩn bị kỹ càng đối với một đối thủ như vậy chiến đấu với nó chỉ có đúng con đường chết nhưng nếu lúc này bạn họ phí ra công lui lại vậy thì sẽ không còn cơ hội lặng lẽ tới gần nó một lần nữa thừa dịp nó lúc này vẫn đang dãy giụa đã không còn thời gian cần nhắc người dạ lại buông ra khỏi móng vuốt của băng linh huyễn điểu màu chóng hạ xuống khỏi không trung tuyết ảnh chiến đào xuất hiện trong tay nàng lại dùng sức vung lên về phía sau lại mang theo một cỗ nguyên khí băng đẩy nhanh thân thể về phía trước chuẩn xác rơi vào phía dưới cành lá cây bất tử chỉ cần một đoạn dễ vậy là được rồi người dạng lại cũng chẳng muốn tham lam cũng lại chẳng có thời gian đánh giá cây bất tử này có bộ dạng gì nhìn một đoạn dễ cây màu đen trong nước tuyết ảnh chiến đao ngay lập tức chặt xuống tuyết ảnh chiến đao sắc bén bị bắn ngược trở lại ngón tay lại mơ hồ cảm thấy đau giống như là chém phải kim cương hạng cao cấp dễ cây không có bất cứ dấu vết nào mà nàng chính là dùng lực lượng lớn nhất rồi người dạ đang khó hiểu nhìn cái dễ cây lại đột nhiên bích tình hồng hoa xà vương quấn quanh cây bất tử nhúc nhích hùng hằng bộ về phía nàng chủ nhân cẩn thận đó hồng trúc hô hồ to một tiếng nhưng mà bích tình hồng hoa xà vương đã thoát ra khỏi vách núi này đã phát hiện có kẻ xâm nhập giữa không trung lại dám khiêu chiến với uy nghiêm của nó nó không khỏi giận dữ tự ý xông vào địa bàn của ta phải chết giọng nói quanh quẩn trong hẻm núi bích tình hồng hoa xà vương quay lại há lớn cái miệng táp tới chỗ băng linh huyễn điểu và hồng trúc thân thể cao lớn vừa di chuyển suýt một chút nữa thì đè bẹp nguyệt dạ tuy nhiên nàng phản ứng luôn luôn rất nhanh mau chóng nhảy về phía trước tuyết ảnh chiến đao ghim chặt vào trong chạc cây nàng lại dựa thế xoay người bò lên trên cây bất tử hình như có một tiếng thở dốc của một loài vọng lại bên tai nguyệt dạ lại ngẩn ra vậy nơi này chẳng lẽ còn có người sinh tồn sao Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bên trong cành lá xung xuê có một đóa hoa màu hồng to như chậu rửa mặt, ngay phía sau đầu nàng. Cánh hoa vốn rất nhẹ nhàng khép lại, vì nàng tới gần, cho nên chậm rãi mở ra. Có một mùi thơm kỳ dị phát ra. Theo phản xạ, Nguyệt Dạ lập tức ngừng thở, lùi về phía sau. Nhưng dù rằng nàng phản ứng nhanh, vậy thì vẫn hút phải một chút mùi thơm, trong đầu lập tức có cảm giác nặng trịch. Thầm hô to không xong rồi, đó hoa hồng này có tác dụng mê huyễn lòng người, ảo thuật luôn luôn thần bí khó tin không thể nào tới gần được nàng đang muốn lùi ra nhưng mà đột nhiên lại thấy đoá hoa màu đỏ lại nở rộ giữa cánh hoa có một mặt người quỷ dị tái nhợt mở to con mắt nhìn nàng lưỡi đỏ tươi lại lẻ ra chậm rãi liếm khóe miệng đây là một loài hoa ăn thịt người ý nghĩ này vừa mới hiện lên đoá hoa mặt người đột nhiên lại duỗi thẳng đầu lưỡi giống như là muốn cuốn nàng vào người dạ lại lộn một vòng về phía sau rời ra khỏi nhánh cây rơi xuống một bề mặt rắn chắc. trên tay đột nhiên lại cảm thấy lạnh tới thấu xương. nàng cúi đầu nhìn, nhất thời lại sợ tới hồn phi phát tán. chỗ mà nàng rơi xuống lại chính là thân hình của bích tình hồng hoa xà vương. chấn động đó lập tức lại kinh động đến băng linh huyễn điệu đang dây dưa cùng với bích tình hồng hoa xà vương. động tác của nó dừng lại một chút, sau đó chậm rãi quay đầu, đôi mắt màu xanh biếc chậm rãi chiếu tới bóng dáng của thiếu nữ mặc y phục đen loài người bích tình hồng hoa xà vương lại nao nao rất nhiều năm rồi nó chưa bao giờ thấy loài người có thể xông được đến đây nhưng chờ đã không đúng cô ta không phải là người trên người cô ta không hề có hơi thở của loài người nếu như có nó không thể nào không phát hiện ra tử linh trong con người màu xanh ẩn hiện hoa hồng tử linh là hồn phách cách gọi trong miệng thần thú khác với loài người mà thôi đã là tử linh mà không bị tư u cảnh mang đi mất. Đây là lần đầu tiên mà ta gặp. Người nhất định bất thường. Bích tình hồng hoa xa vương lại âm trầm cười rộ. Thân hình lại uốn lượn chậm rãi chuyển động. Cây đầu rất lớn đè xuống, chậm rãi tới gần nguyệt dạ. Tài của nàng lại cầm tuyết ảnh chiến đao, ngước mắt lạnh lùng ngân chiến, nhìn đôi mắt màu ngọc bích đó. Đó hoa ăn thịt người lại đuổi theo phía sau, bị hơi thở bích tình hồng hoa xà vương hăm dọa. Nó lại nhìn con rắn một cái rồi liền lùi về, không dám cử động nữa trước mắt cự thú hơi thừa cường đại hơn nàng vô số lần nhưng mà sắc mặt của nguyệt dạ lại nhìn với nó vẫn trầm tĩnh và chấn định không hề có chút sợ hãi điều này lại khiến cho bích tình hồng hoa xà vương lại càng ngày càng hứng thú qua rất nhiều năm chưa từng thấy bộ dạng của loài người không ngờ ở trên cõi đời này vẫn còn có một kẻ can đảm như vậy nhìn nó mà vẫn có thể bảo trì chấn định như vậy sao một tử linh bình thường mà có định lực mạnh mẽ như vậy cô gái này khi còn sống nhất định là một kẻ mạnh kinh động một phương nó thoái ẩn tới trăm năm không ngờ ở trên đại lục tạp nhĩ tháp này xuất hiện một vị cường giả tuổi trẻ vậy nhưng lại có thể hô mưa gọi gió nhưng đáng tiếc chết hơi sớm bích tình hồng hoa xa vương lại nhìn nguyệt dạ và cười lớn trong tiếng cười hình như có một chút hả hê tất cả tuổi trẻ thiên tài đều lại khiến ông trời ghen ghét huy hoàng nhất thời thì làm sao cô ta đâu thể nào vĩnh viễn huy hoàng sống muộn gì cũng sẽ suy sụp tựa như chủ nhân giữa không trung có một con rồng màu bạc đột nhiên lại xuyên qua hơi nước vọt mạnh xuống hơi thở thần thú cường đại khiến cho bích tình hồng hoa xà vương không thể nào bỏ qua quay đầu liếc nhìn lại giật mình hoàng tộc sao tuy giật mình nhưng bích tình hồng hoa xà vương rất nhanh lại hừ lạnh một cái bằng bản lĩnh của ngươi làm gì được ở trước mặt của ta vừa nói thân thể lại cuồn cuộn nổi lên từng lớp vẩy ở trên người mở lớn tất cả nguyên khí hỏa phía trên lại hóa thành hàn băng màu trắng khi hồng trúc đụng tới vẩy hàn băng lại mở ra giống như áo giáp bao phủ lại hồng trúc hồng trúc cẩn thận người dạ kinh hô một tiếng tuyết ánh chiến đao vừa truyền thừa dịp hắn dựng vẩy lên toàn bộ nguyên khí băng rời ra khỏi đao đầm thẳng vào trong da thịt của nó cắt vài khối vẩy đi xuống bích tình hồng hoa xà vương vẫn nộ giết gào giận dữ không ngừng vừa rồi chỉ là lơ là một chút không để ý Tử linh nho nhỏ này đúng là có bản lĩnh. Người dám đánh lén ta. Không bận tâm đến Hồng Trúc, bích tình Hồng Hoa xà vương lại đột nhiên quay ngoắt đầu, hình tam giác hùng hăng lại bổ xuống. Người dạ được một chiêu đã biết không thể nào lần thứ hai chạm được vào người hắn, bởi vậy sớm rút ra tuyết ảnh chiến đao, nhảy giống như là chuồn chuồn lướt nước, leo lên trên nhánh cây. Bích tình Hồng Hoa xà vương tốc độ kỳ quái vô cùng, cây đầu rất lớn nhưng mà dường như chẳng hề bị ảnh hưởng, trong nháy mắt đã tới sát thân thể của nguyệt dạ hùng hằng đánh xuống mặt nền chỉ trong một thoáng bọt nước bắn tung lên trên cao hòn đá lấp lánh ở đáy nước đều đã bị đụng nát có một ít dễ cây cắm vào đá đã bị va phải rồi nứt ra khi trước dùng tuyết ảnh chiến đao thí nghiệm mà dễ cây vẫn như là thép cứng căn bản chém không đứt nhưng mà hiện tại lại bị bích tình hồng hoa xà vương chạm phải mà đứt gấy lại có thể tưởng tượng ra đầu của nó lại dùng lực lượng cực kỳ cường đại đến mức nào mà đánh xuống. Người già lại hung hăng nuốt nước miếng, quái thú này cũng quá là biến thái rồi. Tuy nhiên, vừa hai nàng đã khổ não làm sao mới có thể chặt ra dễ cây của cây bất tử, lại có bích tình hồng hoa xà vương ở đây, vậy thì khó có thể làm chuyên tâm chém đứt dễ cây được. Hiện tại đúng là không cần lo, đã có sẵn một vài đoạn dễ cây trôi nổi trên mặt nước cạnh chỗ của nàng. Nàng lại vươn tay, muốn thỏ ra một đoạn, đột nhiên có một đào bằng sắc bén phóng về phía tay nàng nàng mau chóng tránh ra nhưng mà trên cánh tay vẫn bị sượt qua đau đến nghe cả răng bích tình hồng hoa xà vương lại ngẩng đầu hoa hồng lại chợt lóe sáng trong mắt xung quanh cây bất tử lại bắt đầu đóng băng người dạ cả kinh vội vã lập tức rời khỏi thân cây đối phương rõ ràng là bức bách nàng phải đi thấy nàng nhảy xuống ba cây đinh bằng băng lại liên tiếp bắn xuyên qua tốc độ cùng với góc độ này không thể nào né tránh hơn nữa hắn lại không dự định lấy mạng của nàng bởi vậy cũng lại không hướng vào chỗ yếu hại chỉ hướng lên trên đầu gối người dạ tránh thoát hai cây đinh bằng nhưng mà vẫn bị cây thứ ba xuyên qua đầu gối thân thể và hồn phách cũng đau tên mức suýt xoa bích tình hồng hoa xà vương hùng hộ há miệng băng đinh ở trên đầu gối đột nhiên lại bị lực hút thân thể người dạ lại lộn một vòng liền đã bị hút qua ta khinh hóa ra là bẫy dập sao thấy lại càng ngày càng gần miệng của bích tình hồng hoa xà vương trong miệng của hắn giống như là một cánh cửa rất lớn bị hút vào bên trong đó, không biết tình hình sẽ như thế nào, nhưng nàng lại không thích tiến vào trong miệng của kẻ khác. Trên nạp giới chợt lóe sáng, có một cái roi màu đỏ xuất hiện trong lòng tay. Nàng lại vung roi về phía sau, roi lại cuốn lấy trà cây của cây bất tử, cố định thân thể của nàng. Bích tình hồng hoa xã vương không ngờ, nàng vẫn còn bảo vật, tập trung nhìn, liền đã phát ra hứng thú. Roi hỏa thần Người dạ lại không để ý tới, một tay lại nắm chặt roi hỏa thần, tay kia lại rơi lên tuyết ảnh chiến đao. Mi tâm vừa nhíu, nguyên khí màu đen lại men theo cánh tay tiến vào bên trong tuyết ảnh chiến đao. Trong lúc nhất thời, nguyên khí màu đen lại đột nhiên bao phủ khắp cả thân đao. Màu đen dày đặc lặng lẽ tăng ra một bên, nhẹ nhàng lại bay bay giống như là khói đen bình thường nhưng mà gió cũng lại không thể nào thổi đi được. Xong, trạng thái hư vô mờ mịt lại khiến cho bích tình hồng hoa xà vương dựng hết cả vậy lên. Trong con người màu xanh lại nở rộ ra bông hoa hồng, đột nhiên lại khiếp sợ làm sao có thể được nguyên khí màu đen nhánh theo tay của nguyệt dạ chém xuống chiến đao màu đen to lớn lại hình thành từ trên đỉnh đầu của bích tình hồng hoa xả vương lại chém xuống không khí lại đột nhiên chấn động một chút Thần đao đen nhánh rất lớn hùng hổ và hùng mãnh không khí cũng đã bị rung động xung quanh nước chảy lại bị đẩy ra bốc lên trên cao hình thành một nhà lao bằng nước tứ phía trên khuôn mặt của bích tình hồng hoa xả vương lại tràn ngập sự rung động tới khó tin vạn thú vô cương miệng đắng lưỡi khô lại nuốt nước miếng cảm giác run rẩy tràn ra từ trong lòng sau khi nói xong thân thể cao lớn của nó không dám dừng lại chỗ này trong nháy mắt liền đã rời xa cả một khoảng cách rất lớn kỳ thực thanh niên đau nguyên khí màu đen đối với bích tình hồng hoa xa vương mà nói vẫn không thể nào tạo thành thương tổn quá nhiều dù sao cô gái này cũng chỉ là một tử linh hơn nữa nguyên khí bản thể lại còn yếu không thể nào phát huy ra sức mạnh khủng bố của vạn thú vô cương nhưng xong lại nhớ nguyên khí màu đen đã từng tạo ra ác mộng cho mình bích tình hồng hoa xà vương lại cũng bất giác sinh ra cảm giác khủng bố không dám kiêu ngạo cũng lại chẳng dám tới gần cô gái tử linh này lần đầu tiên nhìn thấy đã biết không phải là một người bình thường bích tình hồng hoa xà vương đã mau chóng tránh ra vạn thú phù cường lại ngưng tụ thành thanh kiếm rất lớn màu đen không kịp thu thế nện ở bên trong nước sóng nước bốc cao hơn 10 thước hơi nước tràn ngập trong hơi nước loáng thoáng có hắc khí khiến cho bích tình hồng hoa xà vương tặc lưỡi quả nhiên không hổ là vạn thú vô cương tuy nhiên hắn lại cũng nhìn thấy rõ ràng cô gái này lại có thể phát huy ra vạn thú vô cương lực lượng như vậy đó chính là cực hạn rồi phô trường thành thế mà thôi trong mắt hiện ra một tia sáng sắc lạnh hắn bây giờ không thể nào tùy tiện hổ rộng như vậy trong đầu đột nhiên lại nảy ra một ý nghĩ rất to gan Vạn thú vô cương trước kia lại khiến cho hắn không thể nào làm gì được, nhưng mà hiện tại cũng không phải là nhất định như vậy. Cô gái này là một tử linh, không thể nào giữ vững được vạn thú vô cương. Như vậy, nó có thể đoạt lấy làm của riêng rồi. Nó lại cũng muốn xem vạn thú vô cương giữa cuộc mạnh mẽ cỡ nào. Nghĩ như vậy, sau khi đợi hơi nước tán đi, bích tình hồng hoa gia vương liền một lần nữa, hùng mãnh vỗ qua. Nhưng, trước mắt lại trống rỗng, trừ ra bọt nước không ngừng hạ xuống thì lại chẳng còn bóng dáng của thiếu nữ mặc y phục màu đen. Bích tình hồng hoa xà vương ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy giữa không trung Con rồng trắng bạc vốn hẳn là bị nó vây khốn cũng đã biến mất. Xa xa còn có bóng dáng tuyết trắng càng lúc càng xa, đã bay tới trên hẻm núi. Đúng là đáng chết, tại sao lại để cho các người dễ dàng chạy thoát được như vậy? Bích tình hồng hoa xà vương giận dữ, lớp vầy cứng rắn màu đen hiện ra đầy trên thân thể. Đột nhiên, có hai cái vẩy dài rộng ra, Giống như là cánh, kéo dài từ đỉnh đầu tới giữa thân thể. Thân thể trắng kiện phồng lên, chậm rãi rụt một chút, tiện đà giống như là một ánh chớp vọt tới trời cao. Tốc độ kỳ quái tây rợn người, không khí giống như là bị ma sát làm cho nứt ra, bắt đầu chấn động. Hắn đuổi theo. Hồng trúc đột nhiên lại sắc mặt đại biến, thực sự là quá nhanh, tốc độ thực sự quá nhanh người dạ bỏ ra một đoạn rễ cây bất tử vớt được từ dưới nước lên cho vào bên trong nạp giới lại quay đầu lại sắc mặt tái nhợt mồ hôi lạnh lại tầng tầng xuất hiện bằng lĩnh nguyễn điều tốc độ đã là cực hạt tiếng gió bên tai giống như biến thành một lưỡi đau sắc bén cắt vào da tay cũng lại cảm thấy rất đau nhưng mà thân thể cực lớn của bích tình hồng hoa xả vương lại chỉ là cách bọn họ rất gần người dạ mạnh mẽ nhổ ra ba người trên đầu gối ra sau đó nắm chặt tuyết ảnh chiến đao đứng dậy từ trong nạp giới lấy ra một tờ bùa cuối cùng đó là do hoàng bắc nguyệt lưu lại còn không có quá nhiều đó chính là tờ bùa băng uy lực như thế nào nàng lại chưa từng thí nghiệm qua đùa chứ một tờ bùa chân quý như vậy bên trong nạp giới chỉ còn lại có vài tờ nàng đâu thể nào tùy tiện làm thí nghiệm được chỉ trong chiến đấu bất đắc dĩ nàng mới có thể lấy ra giờ phút này chỉ mảnh treo chuông nàng lại cũng chẳng do dự nguyên khí màu đen ở trên ngón tay chảy qua nàng lại lau lên trên tờ bùa đột nhiên lại tuột tay ném đi hoa văn băng tuyết ở trên tờ bùa này rất nhanh lại co rút lại ký tự trận ở trên bùa lại trượt lóe chỉ trong một thoáng giữa không trung nguyên khí băng lại ngưng tụ ra thành một lá chắn trắng đục trải qua giữa không khí bích tình hồng hoa xà vương đang vọt mạnh lên khi mà nhìn thấy lá chắn nguyên khí đột nhiên lại xuất hiện cũng lại không đình chỉ động tác vẫn như mãnh thú hồng thủy sông lên mà người dạy để cho băng linh nguyễn điều bay nhanh hơn lập tức rời xa bọn họ bứt ra bên trong nháy mắt trên lá chắn nguyên khí đột nhiên lại nổ bắn ra vô số sao băng dao băng này dày đặc như châu chấu trong nháy mắt bao phủ thân hình của bích tình hồng hoa xà vương do hơi nước xung quanh về cho nên lá chắn nguyên khí hình thành bốc hơi đậm đặc ánh mắt mơ hồ lại không nhìn thấy cự xa khổng lồ màu đen trên thân thể của bích tình hồng hoa xà vương vậy rất cứng cho dù là bùa hàn cũng không thể nào xuyên thấu được lực lượng phòng ngự thực sự rất kinh khủng công kích dày đặc chỉ có thể tạm thời ngăn cản tranh thủ một ít thời gian rời đi nhưng mà không có quá nhiều thời gian bọn họ nhất định phải rời ra khỏi hẻm núi này cuồng phong gào thét bên tai nàng đời này chưa từng chạy nhanh đến như vậy mặc dù rất chật vật nhưng mà lấy ra được dễ cây bất tử vẫn lại cảm giác mọi thứ rất đáng giá đừng có nghĩ là chạy được phía sau bích tình hồng hoa xã vương đang cuồng nộ phá vỡ giao băng từ trong bùa hàn băng đầu hình tam giác của nó hung mãnh lao tới người dạng quan sát phía sau lại đột nhiên nhìn thấy thân hình của bích tình hồng hoa xà vương thì rất hoảng sợ trong lòng lại càng bội phục uy lực phát ra từ bùa băng trên lớp vầy của bích tình hồng hoa xà vương có một vài mảnh bị sốc lên lộ ra máu thịt ở trên thân thể khổng lồ đều là có vết thương to to nhỏ nhỏ chảy máu không ngừng bích tình hồng hoa xà vương hoàn toàn đã bị chọc giận một tử linh mà lại còn khiêu chiến uy nghiêm của thần thú cấp 12 như nó. Miệng mở lớn, chọc nháy mắt tới gần, răng nanh sắc bén hiện ra vẻ sắc lạnh, há mồm cắn xuống. Nguyệt dạ lại đứng thẳng người lên, dùng sức cầm tuyết ảnh chiến đao ném ra. Hàn băng mãnh liệt bắn, xong, bích tình hồng hoa xà vương, lại căn bản nhìn nàng giống như không hề bận tâm, vẫn rào rạt lao tới. Trong tay của Hồng Trúc ấn quyết biến ảo, trong khoảnh khắc có hai con rồng hàn băng phi ra bên ngoài, một trái một phải lại cắn vào máu thịt bị lộ ra bên trên cổ của bích tình hồng hoa xà vương bích tình hồng hoa xà vương gầm lên giận dữ khiến cho hai con rồng băng tan nát thành vô số cục băng thực sự là quá mạnh khí thế hùng hồn giống như ngàn quân đầy đỉnh căn bản không thể nào chống cự trong con người màu xanh nở rộ ra hoa hồng thoáng hiện ra vẻ âm lãnh và độc ác ngay lúc này không từ thủ đoạn phải giết chết cô gái tử linh này hùng hằng há mồm cắn xuống người dạn lại trợn to con mắt lần này quả nhiên đúng là không thể nào tránh kịp. Bóng ma khổng lồ lệ, ập vào đầu, áp bách, cự xài trong miệng phát ra một khí tanh hồi lại cũng đập thẳng vào mặt mà tới. Miệng lớn giống như bao phủ cả một hẻm núi, thân hình của băng linh huyễn điểu so với nó giống như là một con chim nhỏ đi lạc, căn bản không thể nào chạy ra khỏi núi ngũ chỉ cường đại. Hồng Trúc suýt chút nữa thì ngừng thở, nắm chặt cánh tay, trước người không ngừng có nguyên khí hàn băng biến hóa cô đọc, nhưng mà rất nhanh đã bị khí tức cường đại của bích tình hồng hoa xà vương đập vỡ hồng trúc bị lửa trừng phạt đà thương có một chốc căn bản không thể nào khỏi hẳn cho dù có là hoàng tộc đối mặt với lực lượng chiến đấu đứng hàng đầu giống như bích tình hồng hoa xà vương cũng lại có cảm giác một tia lực bất tòng tâm nếu như là trước kia vậy thì tốt rồi trước kia có quan hệ khế ước với vạn thú vô cương sẽ không chật vật đối phó với bích tình hồng hoa xà vương như vậy từng trận gió tanh hồi thổi trúng tóc cuồng loạn bay múa Hồng Trúc lại dựa vào Nguyệt Dạ, ngăn trở nàng. Nguyệt Dạ tay mắt nhanh lẹ lại ôm lấy Hồng Trúc, thân thể xoay tròn, gục ở trên lưng của băng linh huyễn điểu. Miệng khổng lồ của bích tình hồng hoa xa vườn cắn xuống, hàm răng sắc bén hùng hằng cắn ở trên đuôi của băng linh huyễn điểu. Cái đuôi do hàn băng ngưng tụ lại đã thành lập lập tức bị cắn đứt. Băng linh huyễn điểu lại kêu rên lên một tiếng, vẫn không ngừng liều mạng vỗ cánh bay về phía trước. Động tác bị cắn trúng quá lớn, suýt chút nữa thì rơi xuống, may mắn là nguyệt dạ nắm chặt lông vũ ở trên người của băng linh huyến điểu mới có thể trụ lại sắc mặt của nguyệt dạ tái nhợt ngừng đầu nhìn bích tình hồng hoa xà vương lại chỉ thấy hắn nôn cục băng trong miệng ra ngừng đầu hình tam giác lên trong ánh mắt lại hiện ra đầy vẻ phẫn nộ và không cam lòng loài người ta sẽ không bỏ qua cho ngươi tiếng gào thét điếc tai nhức óc lặp đi lặp lại quanh quẩn trong hẻm núi Xong nó vẫn đứng im tại chỗ không còn đi lên phía trước mặc dù cố gắng dãy dụ muốn lao tới phía trước nhưng mà thân thể cao không có cách nào có thể tiến lên trên phía trước nửa phần chuyện này là thế nào người dạ chưa hết kinh hoàng hùng hằng nuốt nước miếng xuyên thấu qua xương trắng mưa lất phất không thể nào tin nổi nhìn đôi mắt màu xanh phẫn nộ đó sát khí sắc bén giống như là muốn chém nàng thành ngàn mảnh nhưng mà chỉ phẫn nộ kinh thiên động địa mà không có tiến lên sao lại là có nguyên nhân gì mà nàng nghĩ mãi không rõ giờ phút này trong đầu hỗn loạn vẫn còn bị trận chiến đấu kinh tâm động phát đó vừa rồi ám ảnh. Đến tận bây giờ vẫn không thể nào tin, bọn họ lại đào thoát ra được khỏi sát khí trần, thần thú dị thường và hùng mãnh đó. Chủ nhân, nó bị làm sao vậy? Hồng Trúc lại nhìn nó trong mối không cách nào lý giải, tuy nhiên trong giọng nói lại cảm giác thở dài nhẹ nhõm một hơi rất rõ ràng. Đối phó với một con thần thú lợi hại như vậy, thực sự có một chút cố sức. Hình như nó bị nhốt ở đó, người dạ lau mồ hôi trên mặt chậm rãi bò lên trên phần đuôi của băng linh huyễn điểu xa xa bích tình hồng hoa xà vương vẫn lửa giận ngút trời trừng mắt nhìn bọn họ dường như lại tùy thời sẽ đột nhiên xông tới trong hơi nước màu trắng thân thể đen nhánh kéo phẳng phần đuôi kéo dài tới mức độ không nhìn thấy gì nhưng không khó tưởng tượng khó nhất nhất định là bị nhốt xung quanh cây bất tử chỉ có thể hoạt động trong phạm vi hẻm núi hắn không thể nào làm gì khác hơn để vượt qua hẻm núi này may cho họ là vừa rồi lựa chọn chạy trốn thực sự đúng là đánh bậy đánh bạ tính mạng ngàn cân treo sợi tóc cặp mắt hận ý mãnh liệt bên trong hồi nước trắng xóa lại mơ hồ biến mất cuối cùng lại không thấy đầu nữa nhưng ánh mắt khát máu hận ý đó lại khác sâu bên trong lòng nàng hồng trúc liếc nhìn phía xa quả nhiên giống như nàng nói bích tình hồng hoa xả vương mặc dù đã cố gắng muốn tới nhưng mà phía sau đã có một sức mạnh gắt gào trói buộc thân thể khiến cho nó chỉ có thể trợ mắt nhìn bọn họ chạy thoát đáng đời ngươi Hồng Trúc lại vui vẻ vỗ tay, một hồi chiến đấu vừa rồi lại khiến cho nàng nếm không ít khổ sở. Cẩn thận một chút, mặc dù đã tránh được bích tình hồng hoa xa vương, nhưng mà ở trong rừng rậm có rất nhiều thần thú cường đại. Vừa rồi là một hồi ác chiến, sợ rằng chúng ta cũng đã thu hút bọn họ tới gần rồi. Hết chương. Hết tập 124. Mong rằng các bạn đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Nếu như bạn cảm thấy video hay thì đừng tiếc một like và một share để ủng hộ cho mình nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Phượng Nghịch Thiên hạ.